Đã lên sóng chiếc DAC Luxman DA100 thì sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác cũng trong cái phân khúc trên dưới chục triệu, đó là chiếc Onkyo DAC 1000. Đây là một trong những con máy cũng có cái khả năng giải mã lên tới 32 bit, và đặc biệt đây là một con máy duy nhất của Onkyo sản xuất ra là một con DAC chuyên nghiệp. Sau này họ sản xuất ra rất nhiều những cái dòng DAC network khác, tuy nhiên nó chỉ có những cái tính năng stream nhạc qua mạng không dây. Về những cái tính năng cơ bản như là quang học, đồng trục cũng như là máy tính sang thì họ không còn sản xuất ra thiết bị nào nữa. Bộ DAC 1000 ngày hôm nay em về hàng em đánh giá khoảng 98% kèm dây nguồn zin với mức giá là 9 triệu. Cũng sẽ quay hình thức và gửi tới các bác luôn để các bác cùng nắm bắt và tham khảo về cái bộ sản phẩm này. DAC 1000 thì được sản xuất khoảng những cái năm 2009 các bác nhá. Và kích thước của nó thì cũng tương đối nhỏ gọn. Tuy nhiên nó sẽ to hơn Luxman DA100. Đây, các bác có thể xem cái hình thức của máy ngày hôm nay về hàng bên em, rất là đẹp các bác nhé. Và đây đều là những cái hàng tuyển mà em tuyển chọn đầu giá từ Nhật cũng như là đưa về bằng đường hàng không. Đó, mặt trước của DAC 1000 thì chúng ta sẽ có kích thước chiều rộng khoảng 20cm, mặt phay nhôm. Tất cả các nút bấm tùy chỉnh đều rất là dễ sử dụng và khai thác. Đây là phía trên mặt của DAC 1000, rất là đẹp. Dưới ánh điện của em thì trông nó hơi ngả vàng một chút, nhưng thực tế máy sẽ là màu bạc các bác nhé. Đây là phía sau của DAC 1000. Tuy nó nhỏ nhưng mà rất nhiều cổng ra vào, các bác có thể nhìn thấy đó là hệ thống ao tiếng. Chúng ta sẽ có cả RCA, cả ba lăng này. Rồi chúng ta sẽ có bo mạch giải mã vào với hai đường quang học, hai đường đồng trục, một đường từ máy tính và một đường AS, EBU chuyên dụng. Con máy này thì về hàng em đánh giá là rất là đẹp. Và đây cũng là một con những con đầu DAC quốc dân tại thị trường Việt Nam. Về con đầu DAC 1000 này thì trước giờ em bán ra số lượng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì chưa có một khách hàng nào phản hồi về con máy này nó bị hỏng được các bạn. Chưa có một khách hàng nào phản hồi về cái chất lượng của con máy này. Tầm giá 9 triệu thì các bác sẽ có DAC 1000, hoặc nhỉnh hơn một chút thì các bác sẽ có Luxman DA100. Còn thấp hơn một chút nữa, khoảng 8 triệu rưỡi thì các bác sẽ tìm được TX-UD301. Tuy nhiên thì cái sản phẩm TX hiện tại ở shop đã không có sẵn các bác nhé. Chỉ sẵn Onkyo DAC 1000 và Luxman DA100 thôi. Mức giá là 9 triệu, con này sẽ giải mã cho các bác lên tới 32 bit, sử dụng chip giải mã PCM Blue Brown 191792 với hai kênh Nip Write. Ngoài ra thì con máy sẽ hỗ trợ cho các bác chơi nhạc từ Smart TV này, từ máy tính này, từ quặng, từ đồng trục, với cái số lượng cáp lên tới 2 đường để các bác có thể
thoải mái kết nối với những cái thiết bị bên ngoài vào. Đặc biệt xuất âm sẽ xuất âm song song theo cả hai đường ba lần và RCA các bác nhé. Công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn nào, đồng sang đường tình người em mây trầu. Bạn bè dăm ba nữa thôi, trời đang bán gió, xuân mới về xin một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân trắng lương duyên. Năm cũ đã đi qua, vận may chưa tìm thơ cho muôn người vui tròn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số công danh lợi duyên một năm lớn rồi. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới trên cát nghèo yêu mộng. DAC 1000 với mức giá là 9 triệu. Vâng, là quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thành Tâm.